Quang Trường Ô Tô, chuyên mua bán trao đổi các loại xe ô tô cũ mới, xe tải, xe khách. Thì hôm nay showroom Quang Trường Ô Tô có về một con xe Chevrolet Avell 2013 số tự động. Xe đẹp xuất sắc luôn. Con xe này là chính chủ, một chủ từ đầu, đăng ký 2013, xe số tự động, xe rất là đẹp. Tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn xem để các bạn thấy được chiếc xe này mọi thứ còn zin đét như thế nào. Xoong chỉ đây, các bạn nhìn ghế da, ghế là ghế da nhé, ghế da còn rất là mới luôn, sạch đẹp, trần bóng loáng. Con này chính chủ từ đầu và chủ xe là của một nữ bác sĩ, đi rất là ít nên là ghế, các bạn nhìn này, ghế này, vô lăng này, táp huy rồi là táp lô này, mọi thứ còn rất là sạch đẹp và sáng nhá. Chỉ xe thì rất là phẳng, đây tôi sẽ cho các bạn xem vô lăng rồi táp huy cánh cửa. Xe số tự động với cái dòng xe của Chevrolet này thì tầm giá chưa đến 300, mà xe đời cao 2013 các bạn xem này, xe đẹp như thế này thì các bạn hoàn toàn yên tâm khi lấy con xe này về sử dụng gia đình để đi lại, như là đi xe số tự động rất là thuận tiện, và thứ hai nữa là đơn giản, không có về cơ cấu sang số, đạp khuôn và chân. Đây các bạn xem máy capo nhé, capo quay máy để các bạn xem. Đây, các bạn nhìn máy tất cả mọi thứ vẫn loáng zin đét nhé. Đấy, với cái dòng số tự động này các bạn sử dụng là rất là thích luôn, vì là vào đi đường trường thì không sao, nhưng đi vào đường phố thì các bạn đi số tự động, đi số tự động thì rất là nhàn, không sợ ngoài chân do phải